Chúng ta thấy người ta cho axit là một hợp chất. Người ta mô tả là nó có thể tan được trong nước và cung cấp ion halogen. Tức là chúng ta hiểu cái axit này là nó có thể phân ly ra thành ion H cộng. Đó, chúng ta chưa biết cái axit này là axit gì, nhưng mà người ta cho chúng ta cái mô tả là bỏ vào nước thì nó hình thành ion H cộng thì nó mới gọi là axit. Axit sulfuric là một ví dụ. Chúng ta axit sulfuric, người ta cho đây là một ví dụ. Người ta mô tả tiếp là nó có thể trung hòa được bởi axit và bazơ, hoặc là bazơ từ một cái muối, mà cái muối này nó được gọi là nitrat hoặc là sulfat. Rồi, thầy mời bạn Đào Hiếu cho thầy ý kiến. Chúng ta chọn cái từ nào? Sẽ là bases và cold surface. Tức nghĩa là acid, tức là người ta nói it can be neutralized, tức nghĩa là nói là nó có thể được trung hòa bởi. Thì cái từ it ở đây là đang nói tới acid này. Vậy thì đã nói tới acid nó được trung hòa thì nó được trung hòa bởi cái gì? Cái gì? Nói lại Hiếu. Nó bị trung hòa bởi ba giờ Ba bảy giờ nó gọi là cái base. Vậy là chúng ta phải chọn cái từ base chứ chúng ta không được chọn cái từ axit. Bởi axit thì nó phải trung hòa với một cái trái ngược với nó. Chúng ta nên nhớ là axit nó tạo ra được cái H cộng. Vậy thì nó trung hòa với nó phải là một cái đối ngược. Tức nghĩa đối ngược với nó là nó chứa OH trừ thì nó mới sinh ra được cái sự kết hợp là sinh ra nước. Vậy thì cái gì có OH trừ chính là cái base. Đó. Thì chúng ta phải chọn cái từ base. Thì lúc này nó sẽ hình thành ra cái muối. Thì cái muối đó nó sẽ được gọi là muối gì? Hiểu? nó sẽ gọi là muối Chúng ta thấy nó là cái muối sulfate, là sulfate. Tại vì axit sulfuric thì nó sẽ tạo ra muối có gốc axit là sulfat chứ không thể là nitrat được. Tại cái axit này nó phản ứng bây giờ thì nó sinh ra cái muối thì phải gọi tên là sulfat. Do đó chúng ta đóng khung cái từ base và cái sulfat chỗ này. Rồi, đó là một cái ví dụ điển hình để thấy là cái phản ứng này chúng ta hiểu nó để chúng ta lựa chọn cho từ đúng. Rồi bây giờ tương tự như vậy, mời bạn Phúc cho ý kiến. Câu kế tiếp. Phúc. Tiến chén. Người ta nói là many. Many ở đây là có thể là kim loại hoặc là phi kim. Nó sẽ phản ứng với axit để cho ra cái gì? Đó, vậy thì cái từ khóa đây là phản ứng axit. Vậy thì cái nào phản ứng với axit? Metal hay là non-metal, Phụng? Cái gì? Nói lại, nghe không rõ. Nó bị mạng về à sao? Chữ gì? Chọn nào? Cái số 1 hay số 2? Metal hay là non-metal? Cái số 2. Ý bạn Phụng nói cái số 2 là non-metal. Cái này là phi kim. Mà chúng ta đã học các phản ứng như là chúng ta bỏ kẽm vào trong axit HCl hoặc là axit khác để sinh ra cái muối kẽm là ZnCl2 cộng hydro bay ra. Vậy thì kẽm nó thuộc loại là phi kim hay là kim loại? Kim loại. Vậy là chọn nào? Metal. Chúng ta chọn cái từ metal nhé. Metal mới là đúng. Kim loại thì phản ứng axit. Tại vì chúng ta thấy cái nó tạo ra muối này. Thì cái muối thì nó phải chứa cái gốc gốc kim loại ở đây là Zn. Nên chúng ta phải chọn là metal chứ không phải non-metal. Thì nó sẽ tạo ra cái gì?
halogen hay là carbon dioxide phổng? Yeah, hydrogen. À, halogen, chúng ta chọn cái halogen nha. Và cái carbon dioxide này chúng ta bỏ. Tại vì nó tạo ra hydro này. Chúng ta sẽ trả lời đúng nếu chúng ta hiểu. Tiếp tục. Acid phản ứng với cái gì? Clo hay là carbonate để sinh ra một trong hai. Ví dụ như HCl. Phản ứng gì? Yeah, clo. Chúng ta thấy cái từ chlorid này nó là gốc của một acid. Carbonate này cũng là một gốc acid. Chúng ta nên nhớ người ta gọi cái chlorid này là Cl trừ. Được chưa? Còn cái carbonate này nó gọi là CO3 2 trừ, tức nghĩa là nó nằm trong cái muối, cái gốc acid. Hai cái gốc acid này nó nằm trong cái muối. Ví dụ như canxi carbonate hay canxi chlorid. Vậy thì theo bạn Phụng là acid sẽ phản ứng với cái nào? Acid này sẽ phản ứng với cái muối gốc Cl trừ hay là gốc CO3 2 trừ ở đây? Chọn nào Phụng? CO3. À, CO3 2 trừ. Tức là chúng ta đã học về cái muối mà có gốc acid yếu hơn. Ví dụ natri carbonate chẳng hạn. CO3 Na2CO3. Đây là nó chứa một cái gốc acid yếu hơn thì nó thực hiện phản ứng trao đổi không thì nó sinh ra gì đây? Đọc đi, Phụng. Nó trao đổi ion thì nó sẽ kết hợp như thế nào? Natri. Natri gì? Clo. Trao đổi ion. Chlorid cộng với cái gì? H2O. À, H2CO3 nó vỡ ra thành H2O cộng với cái gì nữa? CO2. À. Vậy thì chúng ta hình dung ra được cái phản ứng acid là phản ứng với carbonate. Vậy thì cuối cùng chúng ta chọn cái nào? Lúc nãy ở trên là chúng ta chọn cái metal và chúng gạt này. Hồi nãy chúng ta tạo ra hydrogen, bỏ đi carbon dioxide. Còn ở dưới là nó sẽ phản ứng với carbonate. Thì nó sinh ra gì ở đây? Chọn nào? Phụng, hydrogen hay carbon? Bond dioxide. Dạ, cái số 2. À, cái số 2. Chúng ta gạt cái halogen. Chúng ta lấy carbon dioxide. Đó. Chính là cái này đây. Đấy, thì chúng ta phải hiểu phản ứng thì chúng ta sẽ lựa chọn được cái nào kết hợp với cái nào. Như vậy là chúng ta hiểu được cái câu đó. Rồi, thầy mời một bạn kế tiếp. Thầy mời bạn Kim Bảo. Chọn tiếp, Kim Bảo. Kể từ khi cái đó nó chứa những cái ion thì dung dịch của những cái acid này thì nó sẽ thế nào? Conductor, good hay poor? Chọn nào? Good. Bởi vì nó hình thành ra ion nên nó sẽ dẫn điện tốt. Và chúng có ảnh hưởng đến cái chỉ số mà chúng ta thử quỳ á, thì lúc này cái axit này nó biến quỳ hóa xanh hay đỏ? Dạ đỏ. Đỏ, vậy chúng ta bỏ blue, chúng ta lấy red nha. Trong cái axit, trong khi chúng ta thử với phenolphthalein thì nó sang màu gì? Màu pink. Các bạn khác thấy sao? Đào Hiếu. Yeah. Nếu chúng ta bỏ acid vào trong cái này thì chúng ta thấy nó màu gì? Màu gì? Chúng ta lấy cái chất này để nhận biết cái gì đây?
phenylalanine nè. Nó là nhận biết gì? Acid hay là ba giờ? Chọn nào? Đạo Hiếu, nhớ gì không? Hãy mời bạn Dương. Dạ thôi. Hôm nọ chúng ta học cái chất phenol này này. Chúng ta nhận biết được acid hay là ba giờ? Nó là 3 giờ thôi. Ừ. 3 giờ nó hóa màu gì? Colorless thì, tại vì cho vào acid thì nó sẽ bớt màu đỏ hơn. Các bạn còn nhớ bài học hôm trước không? Đây để thầy mở cái bài học hôm trước. Có thể các bạn hơi quên. Các bạn đợi thầy tí. Lần trước chúng ta đem chúng ta thử với cái acid đó để chúng ta nhận biết coi là bên trong nó có chứa màu gì. Đây đó rồi. Rồi các bạn đợi thầy tí, thầy share nó lên. Đây các bạn xem, ở đây là khi chúng ta đổ cái phenolphthalein này đi vào thì bên trong này nếu nó chứa cái dung dịch 3 giờ thì chúng ta thấy nó hóa màu hồng, đúng không? Và khi chúng ta bỏ axit vào, chúng ta bỏ axit vào cho đến khi mà nó hết cái 3 giờ thì chúng ta thấy đột nhiên là cái màu hồng này nó biến mất, nó trở thành không màu. Người ta dùng cái chất này để người ta nhận diện cái 3 giờ. Nắm được chưa bạn Dương? Dạ rồi. À, vậy là cái chất này nó sẽ biến cái 3 giờ thành màu hồng. Và cho đến khi nó không còn 3 giờ nữa thì nó sẽ trở thành không màu. Vậy thì nếu chúng ta bỏ axit vào thì nó không có nhận diện gì được hết nhá, không nhận diện được hết. Được rồi, các bạn quay lại cái lúc nãy. Vậy từ đây chúng ta quay lại, chúng ta trả lời. Vậy thì bạn Kim Bảo trả lời cho thầy biết là nếu mà cái chất này chúng ta đổ vào axit thì nó là màu hồng hay là không màu? Kim Bảo. Cái chất này chúng ta bỏ vào trong, chúng ta bỏ vào trong 3 giờ thì nó hóa màu hồng để chúng ta nhận biết là trong đó có 3 giờ. Để nhận biết 3 giờ. Và đến khi 3 giờ biến mất thì nó sẽ là không màu. Vậy thì nếu chúng ta đổ cái này vào trong axit thì chúng ta có nhận biết được màu sắc không? Có không? Cứ bảo. Thầy mời bạn Đào Hiếu trả lời lại xem. Đào Hiếu. Dạ, thì nếu mà nó acid được nhúng vào cái phenolphthalein này thì nó sẽ không có màu. Đúng rồi, chúng ta chọn không màu nhá. Tại vì cái chất này nó chỉ chuyển thành màu hồng đối với 3 giờ thôi. Còn cái này chúng ta đang nói là dung dịch acid mà, nên chúng ta không nhận biết được màu của axit. Cái này là dẫn điện tốt, chúng ta chọn từ này. Rồi, và người ta cho chúng ta biết là cái mức độ axit, tức là cái độ mặn yếu đấy. Chúng ta thấy cái từ này người ta nói là level of acidity, là chúng ta nói tới cái cấp độ axit là mặn hay yếu. Vậy thì để đo lường cái mức độ axit mặn yếu được chỉ ra thì nó chỉ ra là dựa trên cái nào? Cái nồng độ hay là chỉ số pH? Thầy mời bạn
bạn hắn đoan. Hắn đoan. Chúng ta dựa vào đâu để chúng ta biết được cái mức độ axit? Dạ, chắc là nồng độ. Dựa trên nồng độ. Nồng độ của cái gì? Làm sao chúng ta đo được, chúng ta nhìn vào nồng độ chúng ta biết được? Chúng ta dựa vào cái chỉ số nào? Chúng ta dựa vào chỉ số pH nhé, khán đoan. Chúng ta dựa vào cái chỉ số pH để chúng ta biết được là cái đại axit mạnh hay yếu. Nếu mà nó axit mạnh thì chúng ta thấy nó hóa đỏ càng nhiều. Và người ta đo cái đó là dựa trên chỉ số pH. Thì dù có tính nồng độ thì người ta cũng phải chuyển sang cái chỉ số pH để người ta tính. Tại vì cái nồng độ người ta tính là tính cái nồng độ của H cộng. Và sau đó người ta lấy log trừ log của cái nồng độ H cộng này. Thì nó chính là cái pH. Vậy thì thông thường người ta sẽ đo chỉ số pH chứ người ta không có tính nồng độ. Nồng độ nó chỉ là trung gian để chúng ta suy ra được cái pH bằng mấy. Và cái chỉ số pH này để chúng ta biết được mức độ pH mạnh hay yếu. Nắm được chưa Khánh Đoan? Khánh Đoan. pH càng nhỏ thì chúng ta thấy tính axit nó càng cao. Ví dụ pH bằng 2 hay bằng 3 là nó sẽ cao hơn so với bằng 7. Và chúng ta nhớ chỉ số pH chuẩn của nó là bằng 7 thì nó tương đương với cái nước tinh khiết của mình. Còn bên này lớn hơn pH lớn hơn 7 thì nó chính là 3 giờ. Còn nhỏ hơn 7 thì nó là axit và nó càng đi về bên trái, càng tiến về bên trái là zero. Zero thì chúng ta thấy là axit nó càng mạnh. Nó mạnh ở hướng bên này. Còn bên này nó là mạnh của 3 giờ theo hướng bên tay phải. Đó, chúng ta nhớ cái đó. Rồi Khánh Đoan trả lời cho thầy tiếp là higher hay là lower? Cái con số này cao hay thấp để nói rằng cái axit này nó mạnh hơn? Dạ, số nó thấp thì axit nó mạnh. Chính xác. Hồi nãy thầy nói bên trái mà. Nên chúng ta thấy nó càng thấp, chỉ số pH này càng thấp, chỉ số này càng thấp thì chúng ta thấy axit nó càng mạnh nhá. More acidic. Hoặc là chúng ta bỏ từ higher. Đó. Các bạn sửa vào những cái thầy đã hướng dẫn. Vậy là toàn bộ những cái này chỉ liên quan tới những kiến thức thầy đã dạy nha các bạn. Rồi bây giờ thầy sẽ đưa thêm một bài nữa để cho các bạn suy nghĩ mấy phút để cho các bạn làm bài. Sau đó thầy sửa tiếp. Chúng ta không có thời giờ làm bài tập ở nhà thì thầy sẽ đưa lên đây cho các bạn làm. Rồi các bạn, thầy cho các bạn 7 phút để các bạn làm bài nhé. Rồi thầy sẽ sửa tiếp cho các bạn. Bây giờ là 1:58. Thì 2:05 thầy sẽ sửa. Rồi các bạn làm nhanh chóng hai bài này. Bạn nào làm xong rồi giơ tay cho thầy xem.
Bạn nào làm xong rồi giơ tay để xem. Các bạn xong chưa? Bạn nào xong rồi thì giơ tay thầy xem. Rồi bây giờ thầy sửa bài nhé. Rồi thầy mời bạn Lê cho thầy ý kiến. Lê. Đây thầy. Rồi Lê lên tiếng. Cho thầy ý kiến về bài này. Đọc đề thì chúng ta thấy A và B là hai chất bột màu trắng. A nó có khả năng gì? Nghĩa là nó không có tan. Rồi, không tan trong nước. Nhưng B thì?
B thì tan. Tan. Vậy thì khi nó tan thì nó hình thành, khả năng nó hình thành được cái gì? Solution. Nó hình thành ion. Đúng không? Có khả năng hình thành ion. Hoặc là nó bị một cái chất khác là nó làm cho tan. Thì ví dụ như là đường chẳng hạn, thì chúng ta thấy là nó không hình thành ion nhưng mà nó vẫn tan, có khả năng tan của nó. Còn nó hình thành ion thì chắc chắn là tan rồi. Và người ta nói là A là không tan trong nước, nhưng B thì khó tan. Và cái dung dịch của nó thì có pH bằng mấy? 3. Vậy thì chúng ta đoán ra được B mà nó là dung dịch mà nó pH bằng 3 thì chúng ta suy được B nó là cái chất gì? Acid. À, chúng ta đoán ra được nó là acid. Đó. Ít nhất là chúng ta dựa vào cái lý luận này để chúng ta biết được B là acid. Còn A là một chất không tan. Một chất nào đó mình chưa xác định được. Rồi bây giờ người ta nói là gì? Nếu trộn A và B lại thì nó có thể nổi bọt, hoặc là nó có hiện tượng, hiện tượng này, hiện tượng này ở trong nước, và nó thoát ra cái gì đây? Cái khí. Nếu chúng ta trộn chất A và chất B lại với nhau, à, cái dung dịch này nó được hình thành một cách rõ ràng. Thì rõ ràng ở đây nghĩa là sao? Đây, V solution đó là gì? Chúng ta hiểu cái dung dịch này thế nào? Dung dịch này trong suốt. Chính xác. Chúng ta đoán, chúng ta hiểu nó là clear ở đây là trong suốt. Rồi, thì câu A, trả lời câu A. Người ta nói chất nào trong hai chất này là axit A hay B? Là B. Đúng rồi. Chúng ta dựa vào các lý luận đó, chúng ta đoán được B là axit. Bởi vì chúng ta thấy là nó vừa tan trong nước và có độ pH nó là bằng 3. Đó, chúng ta trả lời câu A. Giờ trả lời câu B. Người ta nói là cái chất bột còn lại được xem nó là gì? Carbon. Xem lại coi, có phải là carbon không? Chất carbon A nó là gì? Nó là carbon nát. Chứ nát mà. Vậy thì carbon nát này nó chính là cái gì? Cái gì? Carbonic thì nó mới là chất khí, là CO2 nha. Còn carbon nát thì nó là cái gốc của nó là gì? CO mấy? CO3. 3. 2 trừ. Nó là gốc axit yếu. Thì ví dụ như thầy bỏ cái kim loại X vào đây, đúng không? Thì thầy sẽ được là cái kim loại X này thầy không biết nó là hóa trị mấy, thầy gọi nó là N đi. Bên này hóa trị 2. Thì thầy sẽ hình thành ra được cái hóa trị của nó. Thầy nhân chéo N xuống đây, thầy có N lần. Thầy nhân chéo 2 xuống đây, thầy sẽ có được một cái chất A có công thức là X2CO3N lần. Đó, sau này chúng ta xây dựng phản ứng mà chúng ta chưa biết thì chúng ta có thể đặt một cái ký hiệu, đó là kim loại X có hóa trị là N, và chúng ta nhân chéo chúng ta hình thành một cái muối của cái kim loại X này có công thức là X2CO3N lần. Thì đây chính là cái chất A của mình. Đồng ý không bạn Lê? Đồng ý. Rồi. Thì bây giờ người ta hỏi là cái khí ga nào nó sẽ nổi bọt trong phản ứng nếu chúng ta đem chất A này chúng ta trộn với chất B là một axit, axit mà thầy không biết cái gốc của nó là cái gốc nào. Nó đâu nói đâu. Thầy cũng gọi nó là gì? Gốc của nó là gốc Y. Có hóa trị là M đi. Thì thầy sẽ gọi chỗ này là HMI. Đúng không? Được không bạn Lê? Được. Đặt cái gốc, gốc axit đấy là Y. Thầy đâu có biết nó là cái nào đâu. Mà cái gốc đấy nó hóa trị mấy thầy không biết. Thầy gọi nó là HMI. Tuy nhiên khi thầy cho hai cái này phản ứng với nhau thì đoán nó sinh ra được cái gì? Cái khí gì ở đây? Khí gì? Bọt, bọt. Bọt nhưng mà nó là khí gì? Wood, gas, khí gì? Carbon. Carbonic. Có phải nó trao đổi với ông không?
Chúng ta thấy hydro nó ion H cộng này nó sẽ kết hợp với CO3 2 trừ thì nó sẽ hình thành axit H2CO3 ở đây. Còn cái muối kia nó chính là XY, đúng không? XY với Y là hóa trị là M, X hóa trị là N. Vậy thì thầy có được cái muối này là XMIN. Đó, mai mốt các bạn làm quen với cái cách chúng ta gọi tên một cách tổng quát để chúng ta hình thành ra cái chất đó. Vậy thì chúng ta sinh ra được cái muối này XMIN và kèm theo axit carbonic. Và cái này nó tiếp tục vỡ ra thành khí gì ở đây? Vỡ ra thành khí gì? Lê? Yeah. H2O cộng cái gì? CO. CO gì? 2. À, CO2. Đó. Vậy thì chúng ta xác định được là cái khí thoát ra chắc chắn là CO2. Dựa theo cái yêu cầu đề bài người ta cho như vậy là chúng ta lý luận được. Rồi câu C. Câu C thầy mời một bạn tham gia đi, bạn Kiệt. Anh Kiệt cho thầy ý kiến câu C. Anh Kiệt. Dạ dạ. Mặc dù chất A là không tan trong nước. Cái chất A lúc nãy chúng ta đang bàn nó là chất này. Không tan trong nước. Không tan trong nước. Không tan trong nước. Một cái dung dịch được hình thành khi chúng ta trộn vào AB. Chúng ta lý giải tại sao? Nếu chúng ta trộn axit B này, trộn với chất A là này. Mặc dù cái chất này nó không tan nhưng mà nó vẫn hình thành một cái dung dịch được. Lý giải tại sao? Khi chúng ta trộn, bây giờ chúng ta thấy người ta nói chất A là không tan nhé. X2CO3N lần. Thì cái chất A này người ta cho không tan. Nhưng mà khi trộn với axit này thì nó lại giải phóng khí CO2 này. Và đồng thời nó được cái dung dịch muối này nó tan. Lý giải tại sao? Theo bạn Kiệt thì lý giải sao? Kiệt cho ý kiến đi. Nếu không biết thì trả lời không biết. Còn nếu mà biết con không biết trả lời biết chút chút. Chưa biết. Chúng ta nhớ cái bài học lần trước là cái axit carbonic này này thì nó có hai kim loại mà nó dẫn đến là kết tủa của bài học trước. Đây, nếu bạn nào quên thì thầy mở này ra cho các bạn xem. Các bạn đợi thầy tí nha. Chúng ta phải về chúng ta đọc sách, chúng ta ôn bài cái bài học lần trước. Bài học lần trước là ngày 26. Thì thầy có đưa cho các bạn một cái bảng. Bảng đấy là như là mô tả về cái axit cho các bạn. Mô tả những cái axit nào mà nó có thể tan, có thể kết tủa. Thầy kiếm lại cái bảng đấy xem. Bạn nào còn nhớ hay không? Hình như không phải trong cái... Thôi để thầy lấy trong cái cuốn sách này. Các bạn đợi thầy tí. Đây. Đây. Cái bảng này. Lần trước thầy có hướng dẫn cho các bạn này. Đợi thầy chia sẻ cho các bạn xem. Đây các bạn. Bảng lần trước mà thầy hướng dẫn cho các bạn là gì? Đối với gốc chlorid tức là Cl thì chỉ có hai kim loại là bạc và chì dẫn đến là insoluble tức là không tan thôi. Sulfate thì chúng ta sẽ thấy có canxi, bari và chì. Sulfate thì là không tan. Đối với gốc carbonat, đối với gốc nitrat
thì chúng ta thấy tất cả là đều tan hết. Còn đối với gốc carbonate, gốc carbonate này chúng ta chỉ thấy có sodium là Na, potassium là kali và amoni, là đúng ba cái này là nó tan thôi. Còn lại tất cả những cái khác của carbonate là không tan. Không tan. Vậy thì chúng ta quay lại cái bài học của mình. Đây, chúng ta quay lại bài học của mình. Thì khi người ta nói, người ta nói chúng ta là, rồi chúng ta xem, biết thầy share chưa? Rồi thầy share rồi. Thì chúng ta quay lại bài học của mình. Khi người ta nói tới chất A là không tan, mà nó lại liên quan đến gốc carbonate nữa. Tức nghĩa là hồi nãy chúng ta nói là ít CO3 hai lần, chỗ này N. Thì chúng ta thấy gốc carbonate này này, nó chỉ tan đối với kim loại là kali, natri và NH4 cộng kết hợp với cái này thì nó tan thôi. Còn bất cứ cái kim loại khác là không tan. Vậy thì cái kim loại khác nó không tan với CO3, nhưng mà khi nó kết hợp với cái axit mà thầy gọi nó là HMI, thì chúng ta sinh ra cái muối này là muối của cái Y. Thầy ghi là MN. Thì chúng ta thấy cái gốc Y này này, nó có thể là SO4 2 trừ. Nó có thể là NO3 trừ. Có thể là O trừ. Vậy thì khi nó kết hợp với gốc này, ví dụ kết hợp với cái gốc CL, thì nếu ít nó nằm trong cái bạc và trì, trì PP, thì chúng ta thấy nó mới kết tủa thôi. Vậy thì suy ra cái chất ít này nó kết tủa với CO3. Nếu mà nó là bạc và trì, và cái gốc Y này, gốc Y này nó là clo, thì cái này nó kết tủa. Còn lại những cái kim loại khác thì nó đâu kết tủa, nó vẫn tan như thường. Tương tự khi kết hợp với gốc R4 2 trừ này, thì chúng ta cũng chỉ thấy là bari, canxi với cái gì đó là trì, là ba cái nguyên kim loại đó là nó bị kết tủa với này thôi. Vậy thì người ta nói là nó vẫn có thể tan được. Vậy thì suy ra cái ít này nó sẽ là cái kim loại nó kết tủa với cái muối này, nhưng mà nó lại tan với cái gốc axit này. Nó là lẽ bình thường thôi. Đúng không? Bạn nào nắm được cái khái niệm về muối vừa rồi thầy mới giảng, giơ tay hay sao? Chúng ta bắt buộc chúng ta phải ghi nhớ một số cái kim loại nào nó kết tủa với gốc axit nào, hoặc nó tan, nó chỉ tan được với gốc axit nào. Thì như vậy chúng ta mới suy luận được là cái muối như thế nào. Nên bởi vậy thầy nói là chúng ta phải học thuộc cái bảng đó. Bảng đó nó có mấy yếu tố thôi. Thì chúng ta cần mở sách và chúng ta học thuộc một cách gì khác. Chúng ta chứng minh nó thì chúng ta làm thí nghiệm thôi. Còn lại là chúng ta phải tập để chúng ta nhớ. Nếu không biết thì chúng ta biết cái trang mà để chúng ta biết được cái muối tan cái tủa nó là cái trang nào, chúng ta đánh dấu vào. Mai mốt cần là chúng ta tra thôi. Tra cái bảng đó là chúng ta biết được ngay. Bạn Kim Bảo không thấy phản hồi. Kim Bảo Khánh Đoan có thắc mắc gì cái điều thầy vừa mới nói không? Khánh Đoan. Khánh Đoan. Rồi bây giờ chúng ta sang sửa bài số 3. Sửa bài số 3. Thầy mời bạn Cao Minh cho ý kiến. Yeah. Ở đây người ta cho mình là oxygen nó phản ứng với một nguyên tố học khác để hình thành cái gì? Yeah, oxit. Oxit. Mà chúng ta học là oxy có thể phản ứng được với cái gì? Một nguyên tố học khác thì nó phân ra là thành gì? Một cái chất ít. Thân phản ứng. Vậy thì ít ở đây chúng ta thấy nó có thể là metal. Trong bảng hệ tuần hoàn nó có thể là metal đúng không? Cao Minh? Yeah. Ví dụ như sắt chẳng hạn. Đúng không? Sắt, kẽm, vân vân.
nó là kim loại. Hoặc non-metal, nó cũng có thể phản ứng với non-metal. Ví dụ, cho ví dụ, non-metal nào nó có thể phản ứng? Carbon với hydro. Carbon, hydro, gì nữa? Phosphor, lưu huỳnh, các thứ. Vậy thì chúng ta thấy là chúng ta học oxy nó có phản ứng được với cái X để nó hình thành ra một cái oxit. Đó, hình thành oxit. Thì chúng ta thấy cái oxit này, ví dụ như là nó có giá trị là N, thì thầy sẽ được là X2ON. Nếu N này nó lẻ thì thầy ra lẻ, còn nếu nó chẵn thì thầy lại đơn giản được cái số 2 đi. Nhưng mà cái cơ bản nó là cái chất này. Được không anh? Yeah. Hình thành oxit. Bây giờ người ta nói là ba ví dụ như là canxi oxit, phosphorus, pentoxit, rồi copper 2 oxit. Thì bây giờ chúng ta liệt kê ra. Rồi đầu tiên canxi oxit, công thức nó là gì? Dạ là Ca cộng O2 OCO. Chúng ta ghi cái oxit đó là CO. Phosphorus pentoxit thì nó là gì? Dạ B2O5. B2O5. Bởi vì chúng ta thấy là pen oxit, pen tức là 5, cái chữ pen này nghĩa là 5. 5 nguyên tử oxy nên nó gọi là pen oxit, chỉ vậy thôi, không có gì lạ lắm cả. Copper 2 oxit thì nó là đồng mấy? Dạ đồng hóa trị 2. Vậy là nó là gì? CuO. Đó, chúng ta xác định. Rồi bây giờ chúng ta trả lời câu số A. Người ta hỏi cái nào nó là một cái base mà là không tan? Cái nào là không tan? Dạ, ông nghĩ là CuO. 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 Tức nghĩa là nếu chúng ta bỏ vào trong cái nước thì nó hình thành ra đồng hydroxit. Thì chúng ta thấy cái này nó không tan này. Còn chúng ta xem qua cái vôi sống CO, nó có phản ứng hay là kết hợp gì với nước hay không? Ví dụ đây này là CaOH mấy lần? Mấy? Hai lần. Hai lần. À. Còn cái P2O5, nếu chúng ta bỏ vào nước thì nó hình thành gì? Dạ, con không biết rồi. H3PO4, nó là acid phosphorus. H3PO4. Rồi, cái này nếu chúng ta cân bằng thì nó ra bao nhiêu? Hai lần. P2, hai lần. Acid là 6 lần, là 3. Thì chúng ta cân bằng coi là O5 với 3 cái oxy này là 8. 2 nhân 4 là 8 oxy, vậy là cân bằng. Vậy thì chúng ta thấy là cái oxit này khi chúng ta bỏ vào nước thì nó sinh ra axit này, thì chúng ta thấy nó tan. Thì chúng ta gọi cái oxit này là solute base, bởi vì bỏ vào nó tan ra. Cái canxi oxit này bỏ vào thì chúng ta cũng tan, nhưng mà nó hơi vẩn đục. Hơi vẩn đục. Thì cái canxi oxit này nó là cái, nó cũng là chúng ta mua vôi sống, chúng ta bỏ nước á, thì nó sẽ sinh ra cái này để chúng ta quét nhà đấy. Thì cái này nó cũng hơi lợn cợn thôi. Nhưng mà cái mà insolute rõ ràng không tan là chúng ta thấy đồng oxit này. Đấy, cái cái bay là không đúng, là đúng đấy. Còn cái solute base thì chúng ta xem nó là chính là cái này. Solute base, xem nó là cái này. Insolute base là cái này. Còn cái acid oxit, tức nghĩa là khi chúng ta bỏ vào nước thì nó sinh ra acid H3PO4. Thì chúng ta xác định cái oxit B2O5 này chính là acidic oxit. Rồi, thầy mời bạn khác tham gia cho ý kiến. Mời bạn Dương. Dạ. Rồi, tiếp tục. Cô B. Khi cái dung, cái soluble base, hồi nãy chúng ta nói là canxi oxit, được canxi oxit hòa vào nước, thì cái dung dịch này nó sẽ đổi màu cái giấy quỳ.
Vậy là đổi sang màu gì? Màu xanh rồi. À, chúng ta thấy nó là cái base, nó là cái base là 3 giờ. Thì chúng ta biết được là quỷ tím hóa đỏ. À quên, quỷ tím hóa xanh. Bởi vì nó là 3 giờ, nó hóa xanh. Tiếp câu C, Dương. Tên của cái khí mà nó thoát ra khi chúng ta lấy cái solute base, chúng ta nung nó với cái này. Cái solute base này chúng ta gọi nó là CO này. Đặt tên của khí thoát ra khi cái solute base này được nung với cái chất nào đây? Ammonium chloride. Là NH4. Gì nữa? Cl. Cl. Ammonium là NH4. Chloride là Cl trừ. Chúng ta thấy muối chỗ này. Vậy thì khi chúng ta nung cái này thì chúng ta đoán coi là nó ra phản ứng gì? Chúng ta thấy có sự kết hợp nào này? Nung nhé. CaCl. Nếu mà chúng ta nung á thì cái muối này này nó sẽ chuyển thành cái gì? Khí NH3 này. Chúng ta phân tích ra NH3 cộng với HCl chỗ này, đúng không? Dạ. Rồi, cái này là CO. Thì chúng ta nghĩ là nó thoát ra cái khí gì? Thoát ra khí gì? Cái này nó vỡ ra này. Khi chúng ta nung thì cái vỡ, nó vỡ ra cái khí gì đây? NH3. Nó ra là NH3. Cái khí này là mùi khai. Mùi khai. Khi chúng ta nung thì cái muối này nó vỡ ra. Rồi câu D thầy mời bạn. Còn bạn nào thầy chưa mời nữa nhỉ? Thầy xem coi là bạn Phúc Anh. Dạ. Ở đây người ta nói là viết phương trình bằng lời cho phản ứng giữa cái in solute base với cái sulfuric acid. Acid base nó là gì? Canxi. Dạ, calcium oxit. Oxit cộng với acid gì? H2O. H2O. Acid mà gọi là H2O. Dạ, H2S. H2S gì? H2O. SO4. SO4. Các bạn lưu ý đó. SO4. Rồi chúng ta xem coi nó ra chất gì. Chúng ta nhớ là cái canxi oxit này khi nó được bỏ vào trong dung dịch acid thì cái này nó sẽ kết hợp với nước. Nó sẽ kết hợp với nước để nó hình thành ra canxi hydroxide hai lần. Sau đó nó lại còn cái chất H2SO4 trong này. Thì nó sinh ra cái gì tiếp? Sinh ra cái gì? Bây giờ phản ứng với axit sinh ra cái gì đấy? Cho đổi giống đi. Ca2 cộng, đây OH trừ, đây H cộng, SO42 trừ. Giờ trao đổi ông đi, thay vì nó cặp với này thì đổi với cái khác thì nó ra cái gì? Hai ion dương nó sẽ cặp với ion âm bên này thì ra cái gì đây? Vậy là ra Ca. Ca thôi, không có gì hết rồi. Ca cộng. Sao là Ca2 cộng? Ion 2 cộng, Ca2 cộng này nó cặp với SO42 trừ. Vậy nó sinh ra muối gì đây? Dạ muối gì? Muối này đọc tên là gì? Canxi. Canxi sulfate. Sulfate. Cái tổ xuống nha. Bari, canxi và chì là cái tổ. Chúng ta làm quen với cái việc tạo ký hiệu kết tổ để chúng ta nhớ được những cái muối nào kết tổ. Chúng ta dùng nhiều, chúng ta ký hiệu nhiều, chúng ta sẽ nhớ. Bari, canxi và chì khi kết hợp với NH4 là nó kết tổ. Và chúng ta sẽ còn lại là ion H cộng cặp với OH trừ, nó sinh ra cái gì?
2O hả thầy? H2O. Ờ, là H2O thôi. Vậy thì khi chúng ta bỏ cái canxi oxit này vào dung dịch này, thì chúng ta nhớ là nó sẽ kết hợp với nước trước để nó hình thành ra canxi oxit, rồi nó phản ứng tiếp với cái chất axit trong này thì nó mới sinh ra được cái muối này nhé. Và chúng ta gọi đây là phản ứng gì đây? Phản ứng này gọi là phản ứng gì? Thầy mới nói xong. Phúc Anh. Phản ứng gì? Ion này nó đi cặp với ion khác thì là phản ứng gì? Phúc Anh. Dạ là ion dương này đang cặp với ion âm này, bây giờ nó đi nó đổi nó cặp với ion âm khác thì đây là phản ứng gì? Trao đổi. Dạ phản ứng trao đổi cái ion. Nó gọi là phản ứng trao đổi ion. Nghỉ học nhiều quá nhá. Nghỉ học nhiều quá nên có những cái thầy đã dạy rồi. Rồi về nhà cũng không xem lại video của thầy nữa nha. Chính vì như vậy chúng ta cứ bị hỏng dần. Chúng ta nghỉ học nhưng chúng ta phải có trách nhiệm xem lại bài vở. Chúng ta không có trách nhiệm xem lại thì chúng ta bị hỏng chỗ đó. Chúng ta học không vững. Và cứ lặp lại nhiều lần như vậy thì chúng ta sẽ bị mất căn bản. Nên chúng ta học là phải có trách nhiệm. Chúng ta bận, chúng ta nghỉ là có lý do. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải có trách nhiệm gọi là xem lại bài. Chúng ta gây ra một vấn đề. Chúng ta không chỉ xin lỗi mà chúng ta còn phải có trách nhiệm bồi hoàn, trách nhiệm khắc phục. Không thể nào chúng ta không khắc phục được. Và chúng ta thấy là phụ nữ người ta cũng không chấp nhận những người đàn ông mà chúng ta tạo ra lỗi nhưng mà chúng ta chỉ biết xin lỗi xong mai mốt lại lặp lại. Chúng ta không biết khắc phục. Chúng ta không khắc phục là chúng ta không bao giờ nhớ. Vậy thì chúng ta học cũng vậy. Chúng ta xin nghỉ bởi vì chúng ta lý do này, lý do kia chúng ta bận nghỉ. Nhưng nếu chúng ta không khắc phục bằng cách chúng ta có trách nhiệm gọi bài lại là chúng ta sẽ không nhớ bài. Rồi. Bây giờ chúng ta xem coi là chúng ta còn những cái câu nào. Đây, còn những câu bên dưới. Thôi bây giờ tạm thời thầy cho thầy quên ghi hình. Rồi, mời bạn Lê. Câu G. Lê. Lê đâu? Lê. Ở đây người ta nói là axit phản ứng cái oxit 3 giờ, nó gọi là insoluble base. Là này. Đúng không? Vậy thì chúng ta thấy nó là đọc công thức cho thầy xem. Công thức của này là gì? Đọc lên. Copper. Copper oxit, đọc công thức lên, Cu. Cu O. O. Và nó đã sinh ra cái gì? Hai. Sinh ra cái gì? Là Cu. O. S. S. O. Hai. S. O. Mấy? Xuyên phát là gốc axit. S. O. Mấy đây? Ba. Sau ba, sau các bạn cứ sai này hoài. Axit sulfuric là H2SO4. Còn cái H2SO4, H2SO3 nó gọi là acid sulfuric. Còn cái acid sulfuric, SO3 là sulfuric. Thì cái tên muối nó khác. Đã gọi là sulfat là nó phải là gốc SO4. Vậy là đây là Cu SO mấy? Yeah, 4 này. 4. Và nó sinh ra cái chất gì đằng sau chưa biết. Vậy thì chúng ta đoán coi là có gốc acid này thì vậy nó đang phản ứng với acid nào đây? CuO phải phản ứng với axit nào? Đọc tên. Là CuO này phải phản ứng với axit nào? H gì? Axit có chứa gốc này nè. Là H H mấy? Bạn H2. Có hiểu không? H2 này. H2 gì? H2 bao nhiêu? H2O3.
lại ba, trời ơi, ba ngoài ta, chúng ta phản ứng trung hòa thì chúng ta phải lấy gốc axit nó ra, nó có sẵn gốc axit này, vậy thì nó phải tồn tại có một cái axit liên quan đến cái gốc này là H2O4, thì khi nó phản ứng với oxit này thì nó mới sinh ra được. Vậy là Cu cặp với H2, cặp với SO4, vậy thì còn dư cái oxy và hydro để tạo thành gì? Tạo thành cái gì đấy? H. H gì? HO. HO, làm gì có chất nào HO như vậy? H2O. À, bớt nghỉ học lại nhé. Các bạn thi cử gì thi cử, nhưng mà chúng ta vẫn phải rằng thì giờ chúng ta vào học, còn không thì phải, tệ lắm là phải vô trong YouTube của thầy, thầy lưu sẵn cái file video ghi hình của cái ngày hôm đó, thì các bạn nghỉ ngày nào các bạn phải tự vô xem lại, chứ không là hôm sau là thầy sửa bài là các bạn như gà mắc tóc vậy đó. Rồi thầy mời bạn kế tiếp. Thầy mời bạn Phúc Anh. Dạ. Yeah. Rồi Phúc Anh nói đi. Câu H. Dạ là cái bên kia là axit cộng với kim loại. Bây giờ chúng ta phải đoán từ cái muối này này. Muối này muối gì? Dạ muối. Muối. Đọc lên. Công thức lên. Dạ copper. Công thức. Đây thì nó có rồi. Là đồng đó là dạ Cu. SO4. SO4. Nó tạo ra cái gì đây? Dạ cộng CO2. Rồi, cộng với gì nữa chúng ta chưa biết. Vậy thì để hình thành cái muối mà có khí CO2 bay ra này thì đằng trước này nó sẽ phải là một có chứa Cu phản ứng với một cái gốc SO4 hai trừ. Vậy thì SO4 này nó nằm ở trong cái gì? Cái này nằm trong cái gì đây? Công thức nó là gì? Dạ nó là axit. Ờ, axit H2O4. Bây giờ nếu dạ, nó cùng khí với đồng để sinh ra muối thì nó có sinh ra được CO2 này không? Nếu nó chỉ là đồng. Dạ không. Mà nếu nó không phải là đồng mà nó là đồng hydroxit chẳng hạn. Nó là đồng hydroxit là phản ứng với muối. À, phản ứng axit sinh ra muối thì nó có sinh ra CO2 không? Dạ có. Sao có được? Đồng hydroxit mà. À dạ không. Không, vậy thì làm sao để sinh ra được có khí carbonic này? Nó phải chứa cái gốc gì? Nó phải có gốc carbon. Gốc carbon là CO mấy? CO2. Cái gì? CO3. À CO3. Mà bây giờ gốc CO3 cặp với đồng thì cái này hóa trị 2, cái này hóa trị 2. Đủ chưa? Công thức vậy đủ chưa? À. Vậy là chúng ta có Cu CO3 phản ứng axit này thì sinh ra muối do sự trao đổi không? Là đồng cặp với gốc SO4 thì nó sinh ra cái muối này. Và hydro cặp với ion CO3 thì nó hình thành CO2 cộng với cái gì ở đằng sau này đây? Dạ H2O. À, cộng H2O. Rồi. Bạn nào nắm được những bài từ nãy giờ thì trong cái bảng này thì sửa cho tay thì sao? Dễ nha các bạn. Các bạn dựa vào cái sự trao đổi ion hoặc phản ứng tất cả tổng hợp chúng ta đã học các phản ứng rồi. Là chúng ta sẽ suy luận ra được. Mà từ nãy giờ thầy đang gợi ý các bạn để các bạn suy luận từ những chất đã biết để chúng ta suy ra được cái chất chưa biết, chúng ta phán đoán được hết. Và đây nó cũng là một trong những dạng mà đi thi chắc chắn kể cả chúng ta thi chương trình Việt Nam nó cũng sẽ ra những cái này, đòi hỏi chúng ta dựa vào những chất đã biết để chúng ta suy ra cái chất mà chúng ta đã biết, à, suy ra những cái chất mà chúng ta chưa biết. Bạn Kim Bảo và bạn Lê không thấy phản hồi thì còn bị vướng mắc chỗ nào? Kim Bảo và Lê. Rồi thầy xóa đi để chúng ta có thể sửa bài kế tiếp.
Rồi bây giờ thầy cho các bạn thêm 5 phút để chúng ta suy nghĩ cái bài soda này nhé. Những bài này là thầy dặn các bạn rồi. Thầy đã dặn các bạn rồi. Nhưng mà cũng sẽ có những bạn không làm bài gì cả. Nên bây giờ thầy cũng chỉ cho các bạn thêm 5 phút để các bạn suy nghĩ, sau đó thầy sửa cái này. Rồi các bạn suy nghĩ đi.
Rồi, bạn nào làm xong bài này giơ tay thầy xem. Bạn nào làm xong một nửa rồi giơ tay. Làm được 4 câu ABCD giơ tay. Ai làm được 3 câu ABC giơ tay. Bây giờ thầy gợi ý một chút xíu nhé. Người ta cho chúng ta là cái washing soda là một cái tinh thể của cái hydrat sodium carbonate. Tức nghĩa là cái muối sodium carbonate này nó ngậm ít phân tử nước, các bạn thấy không? Người ta ghi rất rõ ràng là cái muối natri carbonate này nó ngậm ít phân tử nước, thì nó tạo ra một cái trạng thái nó gọi là cái crystal. Mà cái giá trị X này được tìm thấy nó gọi là titration. Tức là chúng ta thấy đó là một cái giống như dạng phức kết hợp đấy trong thí nghiệm. Vậy thì chúng ta phải nhìn nhận cái chất này nó là một nhóm này luôn, chứ không phải là chỉ có cái natri carbonate. Chúng ta nhớ là chúng ta phải tính cái phân tử này là cả bao gồm ít phân tử nước trong này. Đó, chúng ta lưu ý cái này để chúng ta làm bài. Trong thí nghiệm này chúng ta có 2 gam hydrat sodium carbonate. Rồi, chúng ta viết phương trình phản ứng ra. Mời bạn Anh Kiệt đọc cho thầy. Anh Kiệt đọc cho thầy phản ứng xem. Anh Kiệt. Anh Kiệt đâu? Anh Kiệt. Mời, không thấy phản hồi. Rồi mời bạn Phúc. Phúc đọc lên. Phúc. Phúc ơi. Rồi đọc. Người ta nói trong thí nghiệm hydrat sodium carbonate thì chúng ta ghi sao? Na. Đọc lên. Phụng. Na. Mấy? Hai. Không nghe Phụng nói gì hết. Đọc liên tục chứ. Na2SO3. Rồi gì nữa? Chấm. Bao nhiêu phân tử nước? Ít phân tử nước. Chúng ta phải đọc nguyên một cái nhóm này, chúng ta xem nó là công thức phân tử của cái chất này. Chúng ta phải xem nó là ít phân tử nước nữa. Nó được trung hòa với cái gì? Neutralize với cái gì đây? Dung dịch gì? Dung dịch gì? HCl. Dung dịch HCl. Thì chúng ta đoán coi nó sinh ra cái gì đây? Chúng ta thấy muối phản ứng cái gì? Acid. Thì nó trao đổi không? Nó hình thành cái gì ở đây Phụng? Nó cặp cái gì đây? Đọc lên. NaCl. NaCl. Và cái gì nữa? Hydro này nó sẽ cặp với cái gì? CO3 này đúng không? Thì nó tạo thành gì? H2O. Và nó giải phóng ra khí CO2. Rồi bây giờ cân bằng. Phụng cân bằng xem. Có mấy Na? Có mấy Na đây? Có 2. Cân bằng 2. Có mấy CL? Đây có mấy CL đây? 2. Vậy thì bên này cũng là 2. Còn nước thì sao? 2 hydro này nó cặp với CO3 này thì nó ra H2CO3. H2CO3 nó vỡ ra thành một phân tử nước và một phân tử CO2. Tuy nhiên cái phân tử nước nó còn ở đây là bao nhiêu phân tử nước ở đây nữa? X. Vậy thì chúng ta cộng lại là bao nhiêu phân tử nước tổng cộng?
X cộng 1. Vậy thì chúng ta ra được cái tỷ lệ chỗ này phải là X cộng 1 phân tử nước. Vậy là chúng ta đã cân bằng xong chưa Phụng? Rồi bây giờ câu A. Người ta hỏi hydrat nghĩa là gì? Có cái chữ hydrat trong này, tức là nó có chứa cái gì đấy? Có chứa gì? Dạ, H2O. Là nó ngập phân tử nước đúng không? Và nó ngập bao nhiêu phân tử nước ở đây? Cái muối này ngập bao nhiêu phân tử? X phân tử nước. Đó. Và chúng ta giải thích được cái hydrat này là nó ngập phân tử nước ở bên trong. Vậy thì cái muối này nó có ngập X phân tử nước. Tức là cứ một phân tử muối NaCO3 thì bao quanh nó là sẽ có X phân tử nước. Rồi câu B, thầy mời bạn Phúc Anh viết phương trình và cân bằng phản ứng diễn ra cái này. Thì hồi nãy bạn Kim Phục đã làm rồi. Bây giờ câu C, người ta hỏi có bao nhiêu mol HCl đã trung hòa? Có bao nhiêu? Ở câu này con không biết làm. Ở đây người ta cho chúng ta cái gì ở đây? Nói lại này. Dung dịch HCl này nó có nồng độ là bao nhiêu? Dạ 14 cm khối. Đúng đó, thầy đang hỏi nồng độ mà. Thầy hỏi khái niệm nồng độ cơ. Nồng độ là chữ gì? 1m. À. Vậy thì nồng độ thầy ký hiệu là chữ C. Nồng độ của cái gì? Của HCl. Đơn vị tính của nó là bao nhiêu? 1m thì nó sẽ bằng là một gì? Một mol trên một. Một mol trên một gì? 14 trên một gì? 1m. Không phải 1m, 1 lít. 1 lít. Cái chữ m này là tương đương với mol trên lít. Ví dụ như người ta ghi là 2m, tức nghĩa là cái nồng độ này có bao nhiêu mol trên 1 lít? Dạ là 2 mol trên 1 lít. 2 mol trên 1 lít. Vậy thì chúng ta học công thức tính nồng độ. Để thầy kiểm tra coi thầy còn đang ghi hình không. Nhiều khi thầy cứ hay quên. Rồi. Vậy thì chúng ta thấy là công thức tính nồng độ này chúng ta đã học lần trước thầy ôn là chúng ta dựa trên số mol của cái chất tan HCl này. Chúng ta chia cho thể tích của dung dịch nhé. Thầy ghi chỗ này là thể tích dung dịch, còn số mol là số mol chất tan. Thì dựa vào N chia V chúng ta thấy ra bằng nồng độ. Mà đây người ta cho V là bao nhiêu? Dạ V là bằng 14 cm. Cm khối ạ. Cm khối thì nó tương ứng với bao nhiêu ml? 1 cm khối là bao nhiêu lít? Bao nhiêu ml? Là bằng 1 ml. Vậy thì 14 cm khối tương đương là 14 gì? 14 ml. Và nếu chúng ta đổi ra lít thì là chúng ta chia cho bao nhiêu? Chia cho 1000 ạ. À, chúng ta chia cho 1000 thì chúng ta tìm ra được là đơn vị thao lít. Vậy là đây là thể tích thao lít. Và thầy có nồng độ C rồi. Thì từ đây thầy suy ra được cái gì? Thầy tính được cái gì đây? Biết C, biết V thì chúng ta tính ra được. Biết N. Số mol HCl là mấy? C nhân V. C nhân V. Mà C của chúng ta là bằng mấy? Bằng 1 rồi. Để bài cho này. Đúng không? Dạ đúng. Nhân cho V là 14 phần 1000. Vậy thì chúng ta ra được cái nồng độ nó là bao nhiêu? 0.0. Nhân đi. Đáp. Bạn Phúc Anh nhắn. Sắp hết giờ rồi. 1 nhân cho 14 phần nghìn tức là bao nhiêu? Con số này phải nhân lên. Nó là 0.014. Dạ 0.014. Bồn nhá. Tại vì chúng ta thấy là cái đơn vị của chúng ta là mol trên lít. Mà chúng ta nhân cho bao nhiêu lít thì chúng ta đơn giản cái đơn vị lít đi.
thì chúng ta sẽ chỉ còn lại là đơn vị một. Vậy là cái kết quả này nó chính là 0.0141. Vậy là chúng ta đã tìm ra được cái số mol đề bài nó đã nói là nó đã trung hòa này. Vừa đủ. Rồi các bạn sửa nhanh vào nhé. Để thầy xóa chỗ này đi. Vậy thì chúng ta đã xác định là 0.014 rồi. Rồi thầy xóa cái chỗ này đi. Các bạn dùng cái công thức chúng ta đã học. Đấy, thì chúng ta sẽ ra được là 0.0141. Bây giờ chúng ta thay nó vào. Thay nó vào. Số mol axit này chúng ta tìm ra được là nó đã phản ứng là 0.014 mol. Vậy thì nếu phản ứng vừa đủ thì chúng ta thấy là có bao nhiêu mol này nó phản ứng? Bạn Phúc Anh. Phúc Anh. Dạ. Yeah. Thầy hỏi là theo phương trình phản ứng là cái tỷ lệ phản ứng nó là như thế nào? Một mol hydrat sodium carbonate sẽ phản ứng với mấy mol HCl? Dạ 0.014 mol. Theo tỷ lệ 1:2 mà. Đúng không? Dạ 2:2 mol. 1:2. Theo tỷ lệ 1:2. Vậy thì chúng ta cần đi tìm cái số mol N mà cái hydrat sodium này phản ứng. Thì chúng ta dùng phương trình tỷ lệ là gì? 1 chia chia N bằng 2 chia mấy? Bằng 2 chia 0.014. 14. Vậy thì chúng ta chia được N bằng mấy đây? Chúng ta nhân chéo N lên, nhân chéo rồi. Thì chúng ta được N bằng 0.014 chia 2. Vậy là bằng mấy? 0.007 mol. Đó. Vậy là chúng ta vừa tìm được số mol của axit đã trung hòa và chúng ta cũng tìm được số mol sodium carbonate này đã phản ứng. Nếu cứ một mol hydrat sodium thì chúng ta có bao nhiêu mol natri carbonate này thôi? Bao nhiêu? Tỷ lệ mấy? Một. Một luôn. Một mol này thì nó chứa một mol phân tử natri carbonate và ít mol nước. Chúng ta thấy là một mol này, một mol lớn này này, cả cái tinh thể này thì nó có chứa một mol natri carbonate và bao nhiêu mol nước ở đây? Bao nhiêu mol? Các bạn? Dạ. Bao nhiêu mol? Một. Sao một được? Chúng ta nhìn nhận lại tỷ lệ nha. Chúng ta nhìn thấy chữ ít này. Một phân tử tinh thể thì có chứa bao nhiêu phân tử natri carbonate ở đây? Phúc Anh. Phân tử tinh thể có chứa một phân tử natri carbonate và chứa bao nhiêu phân tử nước? Dạ. Bao nhiêu phân chứa tử x phân tử nước. Có ít phân tử nước. Vậy thì thay đổi sang đơn vị mol là một mol tinh thể thì có bao nhiêu mol natri carbonate này? Có một mol natri carbonate. Vậy thì có bao nhiêu mol nước? Dạ có x mol nước. Chính xác, theo tỷ lệ chúng ta có x mol nhé. Chúng ta dựa vào số lượng phân tử thì chúng ta cũng tỷ lệ lại, chúng ta tìm ra được cái số mol là ít mol phân tử nước. Rồi, vậy thì chúng ta nhìn nhận lại. Rồi bây giờ nó thầy các bạn trả lời câu hỏi này đi. Rồi. Người ta hỏi có bao nhiêu mol sodium carbonate này thôi. Ở trong 2 gram muối hydrat này. Có trong bao nhiêu? Người ta muốn tìm cái số lượng của nó đấy.
Giờ thầy nói lại được không? Thầy tại nãy mẹ con lấy nó không, nó giật giật nó không à, nghe. Bây giờ chúng ta suy nghĩ câu D này này. Hồi nãy thầy vừa mới nói xong là dạ, cứ có một môn tinh thể này thì nó sẽ có một môn natri carbonate ở trong này. Dạ. Bây giờ chúng ta không biết nó một môn mà nó chỉ là 2 gram thôi. Trong 2 gram. Người ta nói là trong 2 gram muối này thì nó có bao nhiêu? Vậy thì chúng ta phải tính ra số mol của nó. Chúng ta học về số mol thì số mol là bằng gì? M nhỏ chia gì? M lớn dạ, đúng không? M nhỏ chia M lớn. Mấy em M nhỏ ở đây là bài cho bao nhiêu? M nhỏ là cho bao nhiêu đây? Dạ 2 ạ. 2 gram. 2 gram. Chứ chứ M lớn của nó là nhiều. 1 ạ. Đâu có. M lớn là khối lượng phân tử trong một mol mà. Natri là bao nhiêu? Dạ 1. Đâu có. Natri là 23. Khối lượng là 23. Nhân cho mấy? Nhân cho 2. Cộng cho CO3 là bao nhiêu? Carbon là 12. Oxy là 16. Oxy là 16 nhân 3. 16 nhân 3 tức là 48. 48 cộng carbon 12 nữa thì là 60. Và là chúng ta cộng này là 60. Rồi chúng ta cộng cho ít phân tử nước. Mà một phân tử nước là 18. Mà ít phân tử nước là 18. Đó, thì chúng ta lấy khối lượng người ta cho là 2 gram chia cho cái khối lượng M lớn của cái tinh thể đó. Chúng ta phải cộng nguyên cái này. Rồi bạn nào hiểu cái M lớn của tinh thể cho tay thầy xem. Cái này nó hơi khó một chút xíu là chúng ta đang tính M lớn của cả tinh thể. Mà tinh thể ở đây là người ta không cho biết chính xác là bao nhiêu phân tử nước. Mà nó là ít phân tử nước. Nên chúng ta phải cộng thêm cái phần khối lượng của ít phân tử nước là 18 ít vào đây. Thì như vậy chúng ta mới tính ra được cái số mol của cái phân tử tinh thể. Và cái số mol phân tử tinh thể này cũng chính là số mol của cái muối này luôn. Nha. Vậy là chúng ta xác định ra được bao nhiêu mol rồi. Chúng ta phải tính theo ít. Chúng ta phải tính theo cái ít này. Còn nếu mà chúng ta dựa vào theo cái số mol người ta cho trong HCl này này. Chúng ta nếu chúng ta tìm ra được cái số mol của cái tinh thể nó là 0.07 đây này. Thì chúng ta cũng có thể tính tương đương nó để chúng ta tìm. Nhưng mà chúng ta vẫn phải dựa trên cái 2 gam này. Chúng ta tính ra. Rồi bây giờ câu E. Chắc là cũng sắp hết giờ rồi. Rồi thôi các bạn về nhà các bạn suy nghĩ thêm đi nhé. Các bạn về nhà các bạn suy nghĩ thêm bài số 8. Từ cái câu E trở xuống là 1. Hôm sau thầy sửa. Cái thứ hai là các bạn cần mở ra cái phần chapter 10, check up. Chúng ta cũng làm các bài thầy dặn là 4, 5. Các bạn ghi lại. Chương 10 này. 4, 5, 6 và 7. Đó, các bạn làm những bài này. Và cái chương số 9, chúng ta cũng cần sửa tổng hợp lại. Chương 1, bài 1, bài 2. Bài 3, bài 4 và bài 6. Đó. Thì hôm sau thầy cũng dành thời gian để thầy sửa kỹ các bài tập này trước khi chúng ta chuyển sang chúng ta học ôn lại các bảng hệ thống tuần hoàn rồi các nhóm trước đây chúng ta đã học. Nhưng mà thầy cũng sẽ ôn và dạy kỹ hơn, tức là dạy sâu hơn liên quan tới các nhóm phản ứng trong cái bảng hệ thống tuần hoàn. Đó. Thì hôm sau chúng ta ôn kỹ tiếp và chúng ta sửa những bài còn lại. Rồi tạm thời thầy sẽ dừng ở đây nha các bạn.